Nào, hôm nay chúng ta học xong bài Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng diễn ra vào tháng 2 năm 1951 được xây dựng như thế nào? Quan cải nếu diễn ra từ 1 đến 19 tháng 2 năm 1951 tại Chuyên hóa Tuyên Quang do Hồ Chí Minh, Hồ Chủ tịch chỉ đạo.
Chùa Tịch Hồ Chí Minh. Chùa Tịch Hồ Chí Minh. Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Đảng Lao động Việt Nam tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Quảng Tuyên Quang 1951. Về nội dung. Về nội dung như sau: thông báo báo cáo về chính trị, báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam, tay Đảng Cộng sản Đông Dương để mỗi nước lập một đảng riêng ở Việt Nam, đảng ra hoạt động công khai với tên là Đảng Lao động Trung ương, ban chấp hành Trung ương mới. Tại sao đại hội quyết định thành lập mỗi riêng một đảng lớn? Anh cho biết tổng bí thư đầu tiên tại này. Đánh dấu quá trình trưởng thành và lãnh đạo của đảng. Kháng chiến thắng lợi. Tháng 3 năm 1951 lập mặt trận Liên Việt và Liên minh Việt Miên Lào, Đại hội thống nhất mặt trận Việt Liên Việt tháng 3 năm 1951. Chính trị tháng 5 năm 1952, Đại hội chính trị thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất được chọn là Bánh Hùng, Na Văn Cầu, Trần Đại Nghĩa. Đây rồi, Na Văn Cầu đây, sinh năm 1931, rất là đẹp trai. Na Văn Cầu ngày nay ở tuổi 88, ông sống thọ quá. Trần Đại Nghĩa 1913. 93, giáo sư, kỹ sư quân nhà Bắc học ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Về kinh tế thì đẩy mạnh sản xuất, giảm thô, cải cách ruộng đất, giáo dục với ba phương châm: phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất, văn học, y tế, phát triển mạnh mẽ.